Đằng sau những chức danh huấn luyện viên, lãnh đạo liên đoàn là những bê bối tình dục nghiêm trọng, làm tổn thương hàng trăm cô gái trẻ cần được lên án và chịu sự trừng trị của pháp luật. 1. Huấn luyện viên trưởng Zambia ép nữ cầu thủ lên giường để có suất dự Champions League. Ông Bruce Mwape bị tố cáo ép buộc các cầu thủ nữ phải ngủ với mình để có suất đá chính trong đội hình của tuyển Zambia. Guardian đưa tin, ông Mwape, huấn luyện viên trưởng tuyển Zambia, bị nhiều cầu thủ tố cáo về hành vi sai trái của mình. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Zambia FAZ Andrew Kamanga xác nhận rằng các cáo buộc kể trên được chuyển đến FIFA cũng như phía cảnh sát địa phương vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Kamanga khẳng định đây là vấn đề thuộc về quá khứ. Ngoài huấn luyện viên Mwape, nhiều quan chức khác của bóng đá Zambia cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục các nữ cầu thủ trong đội tuyển quốc gia. FIFA cho biết Ủy ban Đạo đức của tổ chức này đang tiến hành điều tra. Năm ngoái, FAZ cho biết họ cũng đã điều tra nhưng mà không nêu tên bất kỳ quan chức hay huấn luyện viên nào có liên quan. Guardian dẫn lời nhiều nguồn tin giấu tên cáo buộc FAZ nhắm mắt làm ngơ cho các hành vi sai trái do thành công mà đội tuyển quốc gia Zambia mang lại thời gian qua. Ông Mwape dẫn dắt tuyển nữ của Zambia vào năm 2018. Chiến lược gia 63 tuổi nhanh chóng gây ấn tượng khi đạt nhiều thành công, sau đó trở thành huấn luyện viên đầu tiên giúp tuyển nữ Zambia giành quyền tham dự World Cup 2023. 2. Huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc lạm dụng tình dục cầu thủ nữ. Năm 2019, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hàn Quốc Cho In-chon bị cáo buộc tấn công và lạm dụng tình dục với các cầu thủ nữ trong thời gian ông dẫn dắt đội Incheon Hyundai Steel và đội tuyển Hàn Quốc. Sự việc này khiến ông Cho In-chon phải tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia chỉ sau ít ngày nhậm chức. Trước đó, huấn luyện viên Cho In-chon dẫn dắt câu lạc bộ Incheon Hyundai Steel Red Angels từ năm 2012 đến 2019. Đây cũng là thời kỳ huy hoàng nhất lịch sử câu lạc bộ. Họ đoạt 6 chức vô địch liên tiếp từ 2013 đến 2018. Nữ cầu thủ nổi tiếng nhất Incheon Hyundai Steel Red Angels được thế giới biết đến là Lee Min-ya. Lee Min-ya chơi bóng ở Incheon Hyundai Steel Red Angels từ 2011 đến 2017, sau đó cô chuyển sang NAC Kobe Leonessa của Nhật Bản vào năm 2018. 3. Vụ lạm dụng tình dục bê bối thể thao lớn nhất nước Mỹ. Năm 2021, một vụ bê bối rúng động bóng đá nữ Hoa Kỳ khi huấn luyện viên Paul Riley của đội North Carolina College bị cáo buộc quấy rối tình dục hai nữ học trò Sinead Farrelly và Melana Sim. Riley, một trong những nhà cầm quân thành công nhất bóng đá nữ Hoa Kỳ, phủ nhận hoàn toàn cáo buộc. Tuy nhiên, một làn sóng chỉ trích dữ dội đã nổ ra khiến các trận đấu cuối tuần này phải hủy bỏ. Farrelly và Sim nói với tờ The Athletic rằng huấn luyện viên Riley đã ép buộc hôn nhau và một trong hai người khai rằng đã bị ông này ép cô quan hệ tình dục. Sau những cáo buộc, Riley đã bị đội bóng North Carolina College sa thải và bị Liên đoàn bóng đá nữ quốc gia Mỹ đình chỉ vô thời hạn. 4. Vụ bê bối tình dục rung chuyển thể thao Pháp. Vào năm 2020, sau khi các cáo buộc lạm dụng tình dục gây chấn động thể thao Pháp, các quan chức thể thao của đất nước này đã chỉ tay một cách dứt khoát vào Didier Gaillard, người phụ trách trượt băng nghệ thuật quốc gia trong hơn 20 năm. Bốn nữ vận động viên trượt băng người Pháp đã tiến tới buộc tội ba huấn luyện viên lạm dụng và hãm hiếp khi họ còn là trẻ vị thành niên. Một trong những nạn nhân bị cáo buộc phải chịu đựng dưới tay huấn luyện viên cũ là Sarah Abitbol, từng đoạt huy chương đồng thế giới, tuyên bố rằng cô bị huấn luyện viên Gilles Bayer hãm hiếp khi ở độ tuổi từ 15 đến 17. Huấn luyện viên Bayer hiện đã 65 tuổi, thừa nhận có thân mật với Sarah và các công tố viên Pháp đang mở cuộc điều tra về lạm dụng tình dục tuổi vị thành niên trong lĩnh vực trượt băng nghệ thuật. Những tiết lộ gây sốc của các vận động viên nữ, những người tuyên bố đã bị các huấn luyện viên lạm dụng một cách có hệ thống, đã đặt ra một câu hỏi nghiêm túc về việc liệu các ông chủ trượt băng nghệ thuật của Pháp có nhận thức được những tội ác xảy ra ngay dưới sự quản lý của họ hay không. Bộ trưởng Thể thao Pháp đã yêu cầu Gaillard từ chức, cho thấy rõ rằng muốn ông này phải chịu trách nhiệm về vụ bê bối tình dục. 5. Huấn luyện viên gửi ảnh khỏa thân cho nữ cầu thủ ở Tây Ban Nha. Một vụ bê bối vừa diễn ra trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Các cầu thủ của Alhama CF, đội bóng đang chơi ở giải Liga F, hạng đấu cao nhất của bóng đá nữ xứ sở Bò Tót, cùng đồng loạt buộc tội ông thầy Randy Garcia,
quấy rối tình dục. Gã huấn luyện viên biến thái này thường xuyên lăng mạ, hành hạ và thậm chí còn quấy rối tình dục các cầu thủ nữ. Sở thích của Ranieri là xông vào phòng thay đồ của các cầu thủ nữ mà không cần quan tâm ai đang tắm, thay quần áo hay thậm chí khỏa thân. Những người dám phản kháng sẽ lập tức bị ông chửi rủa. Ranieri cũng luôn thích lôi vấn đề cân nặng của các học trò ra dè biểu. Chẳng hạn, ông ta sẽ gọi một nữ cầu thủ là con béo hoặc là cạnh khóe về đời sống tình dục của họ. Theo tiết lộ từ các tờ báo Tây Ban Nha như Marca và El Periodico, Ranieri thậm chí từng nhốt một cầu thủ trong phòng thay đồ và bắt đi tè vì nghi cô sử dụng chất cấm. Hàng loạt sự cố này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. Nhưng mãi gần đây, tất cả mới được tung hê trước giới truyền thông và giọt nước tràn ly chính là scandal ảnh khỏa thân của chính Ranieri. Gã huấn luyện viên biến thái này và bộ sậu trợ lý của mình đã chụp một bức ảnh cả đám trần như nhộng trong phòng tắm rồi gửi vào nhóm chat WhatsApp của cả đội. Thế là toàn bộ đội bóng nữ Alhambra SCF cũng được chiêm ngưỡng các ông thầy của mình trong bộ dạng Adam. Đáng nói, trong đó có cả những nữ cầu thủ vẫn ở tuổi vị thành niên. Vừa rồi là 5 vụ bê bối tình dục liên quan đến vận động viên nữ gây chấn động thế giới. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.